Như các bạn đã thấy, vừa rồi mình vừa unbox hai sản phẩm. Đầu tiên là con MSI Plus GM11 và tiếp theo là con bảng khí Miro K30. Thì cả hai sản phẩm này đều đến từ nhà MSI. Và thực sự là mình đã có một chiếc clip đánh giá chi tiết về con GM11 này rồi, cho nên là tạm thời con này mình sẽ bỏ xuống nhé. Và video hôm nay chính xác là để review cho các bạn chiếc bàn phím Vigo K30 này. Cái sản phẩm vừa rồi là một cái combo nha các bạn. Các bạn có thể tìm ngay lập tức trên web của Thế Giới Di Động, bọn mình có bán nguyên cả cái combo này luôn. Tức là các bạn mua một mà các bạn được hai lận, đúng không? Vừa bàn phím vừa con chuột, quá hợp lý. Link ở bên dưới phần description. Nếu như các bạn có hứng thú có thể vào web Thế Giới Di Động để kiểm tra nhé. Nice. Với sản phẩm này, cái vật phẩm đầu tiên khi mà các bạn mở ra là hai quyển sách. Mặc dù thực sự thì hai quyển sách hướng dẫn sử dụng này cũng được rất ít người thực sự mở ra và hiểu, nhưng mà mình thì cũng thuộc diện những người đấy và mình cũng không thích đọc lắm. Con này là một con bàn phím full size với tổng cộng là 108 phím và đây là bàn phím giả cơ nha mọi người. Khi mà các bạn gõ vào thì cái độ sâu của nó không đến cái cỡ mà như kiểu mà anh em chơi game mình thích đâu, nhưng mà nó cũng có độ mềm nhất định mà anh em gõ vào. Vậy nên là thực sự khi sử dụng con này, nếu như con gái dùng thì nhiều khi cảm giác nó sẽ dễ chịu hơn. Nhưng mà nếu như mấy anh em chơi game mà theo kiểu báng bộ kiểu giống kiểu đó thì thật sự là con này nó sẽ hơi nhẹ một chút nha. Và cái bàn phím này nếu như xét đúng, nó làm theo kiểu thiết kế hơi nghiêng lên đằng trước một chút. Vậy nên sau khoảng 10 đến 15 phút sử dụng thì mình có cảm giác hơi mỏi. Để giải quyết cái vấn đề này á, thì một là các bạn có thể nâng cái chân con này lên. Đó, ở đằng sau này các bạn có thể nâng nó lên, các bạn gỡ lên. Hoặc là anh em có thể mua thêm một cái kê tay ở đây để giúp cho cái việc chơi game nó dễ dàng hơn. Thì khi mà kê lên á, anh em nâng được cái tay cao hơn thì anh em bấm cũng sẽ sướng hơn rất là nhiều. Đặc biệt là cái phần keycap của con này là làm bằng nhựa nhám nha mọi người. Thì cái nhựa nhám này được một cái lợi là mình cảm giác được khi mà nhìn lên á, hơi tiếc một chút là nó sẽ không xuyên led, nhưng nó có một cái sự bền nhất định khi mà mình gõ khoảng cỡ 2-3 hôm rồi. Và gần như là cái tay mình có bị ra mồ hôi một chút, nhưng mà nó không ảnh hưởng đến cái hình ảnh hay là bất kỳ cái chữ nào cả. Vậy nên mình đánh giá khá là cao. Tại vì cái tay mình là một cái tay khá là phá bàn phím á. Khi mà mình sử dụng mình không cẩn thận thì gần như tất cả các bàn phím vào tay mình nó đều hỏng. Nhưng con này nó ít xảy ra cái tình trạng đấy. Vậy nên mình cảm giác cái phần thiết kế và cái phần design của con này vẫn ổn. Cái phần đế ở dưới cái keycap này thì nó sẽ hơi cao, vậy nên là nó có thể rơi bụi vào. Nhưng được một cái là anh em sẽ thấy là các cái phần keycap này á, nó khá là thoáng. Vậy nên nếu như muốn vệ sinh thì anh em chỉ cần giơ xuống giơ lên hoặc là gõ là nó sẽ rơi ra rồi. Và cái keycap này nó không giống như những cái bàn phím cơ. Những cái bàn phím cơ thì phần keycap nó sẽ kiểu gắn sâu hơn á, nhưng mà cái keycap này nó nâng lên một chút thì nó sẽ rất dễ cho việc anh em vệ sinh. Vậy nên là mình nghĩ là với con này cái việc vệ sinh nó cũng khá là thuận tiện. Đặc biệt là cái phần gaming base, cái phần đế này này, khi mà anh em đặt lên bất kỳ một cái bề mặt nào, cái phần cao su hay là phần nhựa, nói chung là cái phần đế của con này mình cảm giác là nó rất chắc và đặt một cái là nó dính luôn, nó không bị cái tình trạng chạy hay trượt giống như kiểu một vài cái dòng sản phẩm. Nó có cái phần đế này nó hơi mềm và nó hơi ít á. Con này cái phần đế rất dài và dày, vậy nên là anh em thấy không? Mình cầm lắc cả cái bàn luôn nhưng mà cái bàn phím hoàn toàn không bị di chuyển. Dùng những cái bàn phím dây này, cái dây dài một chút thì anh em có thể tùy biến nó tốt hơn. Và đặc biệt là với những người có thói quen chơi game kiểu được 10 phút thì mình sẽ bắt đầu kiểu này, 5 phút sau thì mình sẽ thế này, 4 phút nữa thì mình sẽ thế này. Có một cái dây dài chơi game nó sẽ sướng hơn rất là nhiều. Ở phần trên này chúng ta sẽ có một cái cục chống nhiễu này. Và cái phần chuôi cắm của nó, nó có một cái vấn đề là vẫn còn một vài detail thừa. Tuy nhiên thì cái đầu USB đã được mạ vàng, thì hai cái này là bù qua sót lại thôi. Chứ mình đánh giá cái độ hoàn thiện của con này vẫn ổn nha mọi người. Nó không đến cái cỡ mà chúng ta nhìn thấy đây là một cái sản phẩm cuối ấy. Tại vì trừ khi là anh em soi xét kỹ, chứ còn không nếu như anh em nhìn bình thường thì anh em không thể thấy được các chi tiết thừa ở trên cái sản phẩm này được. Vậy nên mình đánh giá đây vẫn là một con bàn phím với cái phần dây cao su và với cái phần đầu cắm mạ vàng này là vẫn ổn. Con bàn phím này sẽ hơi chắc và hơi đầm, và đặc biệt là các cái kiểu thiết kế góc cạnh này thì nó sẽ hơi nam tính và gaming một chút. Vậy nên là nếu như mà mấy bạn nữ mua con này về để chơi game hay gì á thì cũng phải tính đến một chút là con này nó sẽ hơi đầm và cầm hơi nặng tay một chút nha. Về phần Squeak á thì đây là bàn phím giả cơ nha. Có rất là nhiều người không có chuộng cái kiểu bàn phím giả cơ này lắm, tại vì mọi người bảo là cái bàn phím này nó hơi nhẹ. Nhưng mà với con gái luôn nha, mình xin dùng từ con gái luôn, khi mà các bạn gõ thể loại này này thì các bạn sẽ có một cái squeak nó vừa ổn, tức là các bạn sẽ có cái độ nảy nó đâu đó khoảng cỡ bằng 3/4 so với cái bàn phím cơ, nhưng nó lại nhẹ hơn rất nhiều và cái cảm giác gõ của con này nó rất dễ chịu. Nó gần tương tự như những cái dòng bàn phím truyền thống luôn, nhưng
ở trong đó các bạn vẫn trải nghiệm được cái việc là nó có phản hồi nhanh, nó có tuổi thọ tốt. Tại vì cái tuổi thọ của cái Switch này nó lên tới 12 triệu lần bấm lận. Vậy nên khi mà các bạn sử dụng con này, mình thấy nó rất bền. Và đặc biệt là con này có một cái tính năng mà mình nghĩ anh em nào cũng thích, đó là rất ít dòng sản phẩm bàn phím có khả năng chống nước nha. Tức là nếu như anh em có vô tình đang chơi game mà đổ cà phê hay là đổ nước lên trên chiếc bàn phím của chúng ta thì chúng ta cũng không quá lo. Thì cái này nó chỉ chống được giống kiểu nước, hoặc là đổ vô tình đổ cà phê lên và anh em vớt ra luôn, xong đó anh em lau luôn thì mình nghĩ là vẫn ok. Chứ đừng có cầm nó nhúng xuống nước xong bảo con bàn phím chống nước nha. Hoặc là giống kiểu phim cô dâu 8 tuổi cầm nguyên cái laptop đi rửa thì không khuyến khích điều đấy nha. Trời ơi, ghê chưa? Và đặc biệt là cái layout của con này nó vẫn được giữ theo cái kiểu DSA profile, thì anh em không cần mất thời gian để làm quen với cái layout này. Vậy nên là lúc anh em sử dụng, anh em vào một cái là anh em dùng được luôn. Đặc biệt là con này có một vài cái đặc điểm điểm mình rất là thích. Ví dụ như ở trên cái phần đèn thông báo đi, ví dụ như lock hoặc là các lock bình thường thì khi mà chúng ta bật lên ở những cái dòng bàn phím khác nó chỉ có đèn thôi, nhưng ở trên con này nó sẽ có các cái số nữa. Khi mà chúng ta bật lên chúng ta sẽ thấy cảm giác nó ghê mình hơn, nó nhìn nó đã hơn và nhìn nó rất là lạ mắt á. Chúng ta cũng có thể chỉnh đèn trực tiếp ở trên những chiếc bàn phím này, hoặc là tăng giảm âm lượng, rất là nhiều cái function nó cho thêm ở trên cái bàn phím này. Vậy nên khi mà sử dụng con MSI Vigo GK30 này thì mình đánh giá có một cái layout rất thông minh, và đặc biệt là cái phần switch bấm nó không bị quá nạc quá mỡ, bấm nó vẫn sướng. Cái phần led RGB của con này cũng là một cái điểm cộng rất lớn, khi mà rõ ràng là cái phần led của nó rất nổi nha. Tức là nó sẽ có một cái khu vực led nó đẹp hơn những khu vực khác, đó là các bạn để ý là khu vực phím numpad mà chúng ta có một cái khi đèn ở dưới này này, cái đèn này nó sáng hơn những cái khu vực khác với con mắt của mình, và cái mắt của chúng ta rất là dễ bị bắt vào trong cái khu vực này và tạo nên cái cảm giác cái góc của chúng ta nó ghê mình hơn rất là nhiều. Tuy nhiên có một cái vấn đề là cái đèn led của con này nó chỉ sáng ở một khúc nhất định, và cái phần điều chỉnh của cái đèn này nó không có khả năng custom quá nhiều. Nhưng cái này là vừa đủ rồi, tại vì với cái phân khúc của con này thì mình vẫn đánh giá nó là quá ổn. Chúng ta có thấy con rồng đúng không? Chúng ta dí và chúng ta điều chỉnh các cái mức đèn hoặc là các cái kiểu đèn của nó thôi. Thì mình vẫn đánh giá đây là một con có led rất đẹp trong phân khúc nha. Chỉ có vấn đề duy nhất mình không ưa lắm, đó là con này nó không có xuyên led ở trên bàn phím được. Tức là mấy cái keyboard này nó không có xuyên led nha mọi người. Vậy nên khi mà cái đèn này sáng ấy thì đôi khi vững anh em mà kiểu hơi cận một chút thì nhìn buổi tối nó vẫn hơi mệt mắt. Chứ còn sử dụng bình thường và cái led này nó vẫn rất đẹp. Thực sự con này phần led rất đẹp. Chỉ có đúng một cái là nó có khu vực này đẹp nhất, là khu vực những bên này nó sẽ nhẹ hơn một chút. Ở trên con bàn phím này bấm các cái tổ hợp chỉnh đèn nó cũng tương đối dễ chịu, khi mà anh em thấy rất rõ là ở trên đây này chúng ta sẽ có một con rồng. Ở đây chúng ta sẽ có các cái nút này, ở phần cái phím Home Insert rồi đeo á thì chúng ta sẽ có sẵn icon luôn. Đó là cái phiên led với dấu cộng là tăng mức led này, dí con rồng, dấu cộng là tăng mức led, dấu trừ là giảm mức led. Còn nếu như anh em muốn đổi kiểu led này, bấm vào cái phần chữ đeo á, dí con rồng vào, cái chữ đeo là nó sẽ đổi này. Cái chỗ insert đó các anh em bấm vào á thì nó sẽ đổi cái filter led của chúng ta, tức là nó đổi sang kiểu nháy đèn khác á. Bấm nút home để tăng này, bấm nút end để nó giảm đèn này. Đó, giữ bấm giảm là nó giảm. Còn phím delete này là cái đổi led nha mọi người, đổi sang cái dạng led khác á. Đó, nói chung cũng dễ sử dụng lắm. Ở trong app á, thì chúng ta có thể điều chỉnh rất nhiều cái hiệu ứng của nó, ví dụ như Breathing này, Rainbow này, Meteos này, Ripple, Dreaming cũng như 7 màu như vậy. Các bạn chỉ cần chọn là cái bàn phím nó tự động chuyển sang cái màu đấy luôn, nhưng mà nhớ là có app nhé. Và đó là bài review của mình về con bàn phím MSI Vigo GK30. Thì đây là một con bàn phím giả cơ với cái ngoại hình cực kỳ gaming, nhìn rất bắt mắt và mình nghĩ là con này cũng sẽ có tuổi thọ lâu á. Đặc biệt là nếu như anh em nào có một cái không gian làm việc nó hơi xa nhau một chút thì mua con này với cái sợi dây dài cũng hoàn toàn hợp lý luôn. Thì anh em nhớ lưu ý qua con này nếu như đang có nhu cầu mua bàn phím nha. Và mình có đặt link sản phẩm ở bên dưới phần description, nếu như anh em có quan tâm thì có thể ghé qua website Giấy Di Động để mua cái sản phẩm này. Tại vì đây là một trong những cái sản phẩm rất đáng mua, và mua tại Giấy Di Động anh em sẽ luôn luôn có sản phẩm chính hãng với giá thành rất tốt. Thì cảm ơn mọi người đã xem video, và mọi người có câu hỏi nào về sản phẩm này thì cứ comment bên dưới, mình sẽ trả lời tất cả mọi câu hỏi của mọi người. Nhớ like, share và subscribe cho kênh Thế Giới Phụ Kiện nhé. Cảm ơn mọi người. Peace.